cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Cực nóng, Ủy ban Tư pháp Hạ viện bắt ông Vinh Pratt vì tạo chứng giả hãm hại Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị thân mến, chuyện gì phải đến đã đến rồi. Một buổi thẩm đoàn của Manhattan, khu trung tâm của thành phố New York đã ra phán quyết kết án Tổng thống Trump có tội trong tất cả 34 tội mà công tố gia đen ông Vin đã truy tố. Rõ ràng hơn 3 ngày, là Tổng thống Trump đã thất bại nặng trong khi phe Dân Chủ và cụ Biden đã đạt được thắng lợi vĩ đại. Chưa biết việc cái án này có loại được Tổng thống Trump ra khỏi cuộc bầu Tổng thống cuối năm nay hay không. Chỉ biết Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử Mỹ như vị Tổng thống duy nhất đã bị đàn hạt hai lần, truy tố gần 100 tuổi trong 5 đến 6 vụ kiện đủ cấp, từ liên bang xuống tới tiểu bang và cả địa phương, mà cũng là cựu Tổng thống đầu tiên phải đội cái mũ tội phạm hình sự trên đầu, khó chối cãi được trong nhất thời. Tổng thống Trump đã gặp đại nạn thực. Thế nhân nhìn đường xa, nhìn vào chiều sâu lịch sử, nhất là nhìn vấn đề xa hơn một cá nhân tổng thống Trump, thì câu chuyện khác hẳn, chính nước Mỹ đã và sẽ gặp đại nạn. Ta thử nhìn cho kỹ, trước hết, phải nói ngay, trong lịch sử nhân loại không thiếu gì những người gặp đại nạn trong cuộc sống nhất thời của họ, nhưng tên tuổi lại trường tồn vĩnh viễn trong lịch sử, như những vĩ nhân của nhân loại. Chẳng hạn như anh da đen bị tội khủng bố, nhốt 40 năm tù tên là Nelson Mandela, để rồi sau đó trở thành một vĩ nhân chẳng phải của dân da đen hay không mà là của cả nhân loại đó là những trường hợp điển hình thật rõ nét của tình trạng luật pháp và tuyên truyền được phe nắm quyền khai thác làm những vũ khí đàn áp đối lập chính trị chuyện xưa hơn trái đất chẳng có gì mới lạ ở đây phải nói ngay tổng thống trump sẽ trở thành một vĩ nhân của nhân loại và ý chỉ muốn nói trong các vụ án chính trị phe nắm quyền luôn luôn chụp lên đầu đối thủ những tội và cách trừng phạt kinh hoàng nhất nhưng chỉ là những thắng lợi nhất thời với chiều dài lịch sử bản án của lịch sử có thể khác rất xa bản án của tòa chuyện của tổng thống trump chỉ có con cháu chúng ta vài thế hệ tới mới có thể có nhận định khách quan trung thực hơn vấn đề đáng bàn và cần bàn bây giờ đi xa hơn cá nhân một tổng thống trump thành thật mà nói quý thính giả chúng ta đều đang rất ủng hộ ngày ấy nhưng không phải ủng hộ ông trong tư cách một cá nhân mà ủng hộ ông trong tư cách tổng thống qua những chính sách đối nội cũng như đối ngoại mà kẻ này cho là đáp ứng nhu cầu của cả nước, của dân cả nước. Donald Trump đắc cử tổng thống sẽ là một đại phúc cho cả cái xứ quê hương thứ hai của chúng ta. Tổng thống Trump thất cử sẽ là một đại họa, nhưng cũng phải chấp nhận vì chẳng làm gì khác hơn được. Bây giờ, ta bàn về vụ kết án tổng thống Trump và những hậu quả lâu dài. Trước hết, bất kể các thăm dò cho thấy gì, vụ kết án tổng thống Trump đã hoàn toàn thay đổi các hệ số trong bài toán bầu cử những thăm dò ngay sau vụ xử cho thấy hoặc là Tổng thống Trump chẳng bị xe sát một cộng lông chân nào, hoặc là hậu thuẫn của ông tăng mạnh qua việc những người ủng hộ đã gửi tặng ông 70 triệu đô trong vòng 4 ngày, tương đương với số tiền ông thu được trong nửa năm trong tình trạng bình thường. Luật lệ cần thiết để duy trì an ninh trật tự cho cuộc sống chung của nhân loại. Nhưng những người cầm quyền luôn khai thác cái quyền giữ an ninh trật tự đó để biến thành công cụ đàn áp đối lập đó là việc mà nước Mỹ này đã lớn tiếng công kích các xứ gọi là độc tài nhược tiểu từ ngày lập quốc, nhưng bây giờ đã được chính quyền Biden biến thành sách lược trị quốc an dân của chính đại cường cờ hoa bằng cách để cho các công tố của ông ta lách luật rồi thông đồng với nhau. Ngay từ nguyên thủy, ông tiền nhiệm công tố Pratt là công tố quận Sarafans đã bỏ ra 4 năm 2018 đến 2021, để truy lùng mà không tìm ra được tội nào của Tổng thống Trump. Nguyên Thủy bị điều tra về tội ăn bánh, rồi tìm cách trả tiền để biệt miệng cô Stormy. Không tìm ra tội vì theo luật Mỹ, ăn bánh trả tiền biệt miệng không phải là tội, dù tội nhỏ. Ông Pratt cuối năm 2021 được bầu lên thay thế công tố Vance. Tháng 2 năm 2022, ông Pratt đã lệnh dẹp vụ điều tra vì ông chẳng thấy tổng thống Trump có thể bị truy tố bất cứ tội gì. Ngay sau đó, ông bị áp lực mạnh từ chính Biden cho tới chính quyền dân chủ của tiểu bang New York ép ông phải tiếp tục điều tra cho tới khi ra tội. Tháng 11 năm 2022, ông Pratt đành phải mở lại cuộc điều tra vài ngày ngay sau khi Tổng thống Trump chính thức tuyên bố ra trình cử Tổng thống. Tháng 1 năm 2023, chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi điều tra cho có, ông Pratt khám phá ra ngay 34 tội đại hình chụp lên đầu Tổng thống Trump. Sau khi công tố Van điều tra 4 năm không ra tội gì hết, công tố Pratt sẵn sàng mật chơi trắng bóng, ngồi sổm trên tất cả mọi thứ luật có khả năng chế nặng ra tội giỏi hơn ông Van thôi. Đài TV loa phường CBS trong phần kiểm tra dữ kiện của họ khẳng định không hề có chuyện công tố Brad mở cuộc điều tra về Tổng thống Trump sau khi ông này tuyên bố ra tranh cử và cuộc điều tra về Tổng thống Trump đã bắt đầu từ năm 2018. Đây là Fast chết láo. Cuộc điều tra của công tố Van năm 2018 bị công tố Brad dẹp ngang ngay sau khi ông Brad đắc cử công tố cuối năm 2021. Hai luật sư trong nhóm điều tra tức giận, từ chức, viết sách và đi vận động mở lại điều tra. Và cuộc điều tra của công tố Pratt chỉ được mở lại sau khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử tổng thống tháng 11 năm 2022 dưới áp lực mạnh của Biden qua việc cho Thứ trưởng Tư pháp Matteo Colangelo qua ép công tố Pratt. Vụ án tiên khởi được đưa ra với tội danh là Tổng thống Trump vi phạm luật bầu cử khi lấy tiền vận động tranh cử Tổng thống để biệt miệng cô Stormy luật bầu cử tổng thống là luật liên bang, có vi phạm hay không thuộc thẩm quyền tòa liên bang. Công tố Manhattan on tuyệt đối không có thẩm quyền truy tố hay xét xử. Công tố viện dẫn việc tổng thống Trump có nhận tiền vận động tranh cử của người dân New York, do đó tiểu bang New York có quyền kiện tổng thống Trump. Chiếu theo lập luận này, thì tất cả 50 tiểu bang đều có quyền kiện bất chấp luật bầu cử liên bang. Thậm chí một anh Mỹ sống ở Congo gửi một đôi yểm trợ tổng thống Trump thì luật Congo chắc cũng phải được áp dụng luôn. Dù vậy, công tố nhất quyết truy rường tổng thống Trump, bất chấp việc không có thẩm quyền. Để lách cái vụ thẩm quyền này, công tố chuyển qua tội khác, tội khai gian sửa sách kế toán, là tội tiểu bang có quyền kiện theo luật tiểu bang. Thế nhưng cái kẹt là tội khai gian sửa sách chỉ là tội nhẹ, bị phạt ít tiền thôi, không đáp ứng nhu cầu bắt bỏ tù tổng thống Trump được. Thế là lại họp hành với nhau, kiếm ra được tội mới khai gian sửa sách để che giấu việc cho gái trả tiền có thể khiến tổng thống Trump thất cử, nghĩa là tổng thống Trump phạm tội mới, khai gian sử sách để khuynh đảo kết quả bầu cử. Theo luật New York, một tội nhẹ nếu được dùng để che giấu một tội khác thì lại trở thành tội nặng có thể đi tù. Đó là chuyện công tố tìm cách lách luật, chuyện đáng nói khác là quan hệ giữa công tố với chính quyền Biden. Ngay từ đầu, Biden luôn luôn khẳng định cụ và chính quyền của cụ kể cả bộ tư pháp tuyệt đối không dính dáng xa gần gì tới những vụ truy tố tổng thống Trump. Nếu vậy thì làm sao giải thích vai trò của luật sư Matteo Colangelo? Ông này không phải luật sư tầm thường, ông là thứ trưởng Bộ Tư pháp, người quan trọng thứ nhì trong Bộ Tư pháp của Biden. Bất thình lình, ông từ chức và biến mất một thời gian ngắn cho tới khi vụ xử tổng thống Trump mở ra. Ông Colangelo tái xuất giang hồ trong vai trò luật sư chính của công tố Brass. Người ta khám phá ra ông này đã xuống chức mạnh, tính theo ngạch trật. Ông này xuống chức ít nhất 4 đến 5 cấp, từ thứ trưởng tư pháp xuống làm luật sư phụ tá cho một công tố quận Manhattan, ông Vinh Pratt, nghĩa là ông đã tình nguyện hay được Biden chỉ định xuống chức để áp lực công tố Pratt, rồi đóng vai trung gian giữa Pratt với chính quyền Biden qua bộ tư pháp của Biden để cung cấp tài liệu, dỡ kiện sách lược cũng như phối hợp việc truy lùng Tổng thống Trump. Qua câu chuyện này, ta thấy một lỗ hở quan trọng trong thể chế chính trị Mỹ khi thể chế tam quyền phân lập không còn tam quyền hay phân lập gì nữa, mà đã có sự thông đồng trắng trợn giữa hành pháp và tư pháp trước đôi mắt nhắm chặt của lập pháp, tất cả cùng đảng. Trong suốt hơn 6 tuần lễ xử án, tất cả các chuyên gia luật theo dõi vụ xử đều nhất trí. Không một ai tin là Tổng thống Trump sẽ bị tuyên án có tội. Trên tất cả 34 tội đúng theo truy tố của công tố ông Winfrey, không một luật gia nào, không một anh nhà báo lo phường nào, không một chính khách của đảng Dân Chủ nào, hầu như tất cả đều cho rằng phiên xử sẽ đi đến bế tắc khi bồi thẩm đoàn không thể đạt được đồng thuận 100% giữa tất cả 12 thành viên. Bế tắc không đạt được đồng thuận sẽ đưa đến tình trạng Mỹ gọi là hình Syria. Vụ xử chấm dứt, Tổng thống Trump không bị tội gì hết. Thế nhưng trước bất ngờ của cả thế giới, Tổng thống Trump đã bị kết có tội trong tất cả 34 tội với biểu quyết nhất trí của tất cả 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Nhưng đó cũng là cơ hội lớn nhất để ủy ban tư pháp hạ viện hội đủ điều kiện và hoàn tất hồ sơ chuẩn bị tóm của ông ta đưa vào tù. Dân biểu Alice Stefanis, đảng viên đảng Cộng hòa ở New York và là lãnh đạo cấp thứ tư của đảng tại Hạ viện, đã cho biết, ông Vin Pratt đã nhậm hơn 1 triệu đô la từ George Soros. Theo một chiến lược gia, GOP thân cận với Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã nói chuyện với các đồng minh về việc sử dụng hội đồng của mình để xem xét kỹ lưỡng các mối liên hệ của Pratt với Soros. Nó phù hợp với một chiến lược lớn hơn của đảng Cộng hòa nhằm vạch trần thăm công bí sử về cuộc điều tra ở Maitland. Jordan đã đồng ký một lá thư kêu gọi Brad làm chứng trước quốc hội và đặt câu hỏi liệu cuộc điều tra của công tố viên Manhattan về Tổng thống Trump có sử dụng quỹ liên bang hay không.